Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một cái tựa game mà giúp cho chúng ta vào trong một cái xưởng sửa chữa robot và chúng ta cần thiết phải chui hào vào hẳn con robot đấy để sửa chữa. Có thể nói đây là một cái tựa game nó khá vui trên hệ điều hành iOS và chúng ta bắt đầu vào trải nghiệm. Tựa game có mang tên là Little Broken Robot. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào một cái tiệm sửa robot và cách chơi của nó như thế nào. Cách chơi của nó thì cũng đơn giản thôi. Đây là cửa tiệm sửa robot chúng ta. Chúng ta sẽ có các chế độ như là chơi Classic, chơi Advanced hay là chơi Timer. Thì bây giờ thì mình mới chỉ chơi Classic thôi, có nghĩa là những bài sửa chữa cơ bản. Và bây giờ thì chúng ta sẽ phải đến sửa những con robot này và chúng ta sẽ mở nó ra. Cách chơi của nó như thế nào? Cách chơi như các bạn được thấy ở trên này có những cái nốt 1, 2, 4 và 6. Những cái nốt đấy thì nó biểu thị cho chúng ta là những cái đường đi, những cái đường mà chúng ta nối mạch chỉ được từng đấy thôi. Hiện tại thì ở đây 4 thì theo như mình nghĩ thì bây giờ mình sẽ thể hiện cho bạn xem là nó chơi nào. Nó sẽ lên đây, con này lên đây, cái này lên đây, cái này xuống đây cho bằng 4, cái này bằng 2. Các bạn nên nhớ rằng là làm sao mà có thể sắp xếp được những cái nốt này nó đi một cách hợp lý thì chúng ta mới có thể vượt qua. Như bạn thấy thì mình đã vượt qua, có cũng đồng nghĩa với việc là mình sẽ sửa chữa xong một con robot rồi. Và khi mà sửa chữa xong thì chúng ta next và con robot này sẽ xuất xưởng, đóng mác là nó sửa chữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái con robot gọi là nó là robot âm nhạc. Chắc là tiếng ủi vãi cả đái, con robot này nó dị thật. Khi mà chúng ta thấy là những con robot mà nó càng ít cái chip mạch này ấy, thì càng khó. Tại sao? Tại vì là chúng ta sẽ không biết là giới hạn nó đi đến đâu và phải vẽ vời thế nào cho nó khít hết tất cả các bảng mạch của nó. Thì bây giờ thì chắc là mình sẽ cố gắng là thu gọn con robot này đi làm sao càng gọn càng tốt cái nhóm mạch của nó. Và bây giờ thì hiện tại thì chúng ta nên đi ở góc trên đi. Đây, mình đang cố gắng đi thế nào cho nó gọn. Tại vì là nếu mà các bạn chỉ cần một cái bước và đi nó không gọn ấy thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ sắp xếp ra được con robot này rất khó. Và bây giờ, đấy, ok, mình đã hoàn thành xong. Đây, cái này thì chúng ta vừa chơi vừa phải tính toán cũng như là suy nghĩ rất là nhiều. Và đối với những các bạn mà thích các tựa game mà tìm kiếm cũng như là định hướng ấy thì đây là một cái tựa game khá là hay. Và các con robot này thì nó khá là buồn khi mà nó bị hỏng rồi. Và bây giờ thì mình phải có những cái sự tính toán cho nó hợp lý, làm sao cho những cái đường đi của mình nó trở nên suôn sẻ. Và đây thì mình đang cố gắng gọi là chạy thế nào cho nó ok. Đây rồi, chắc chắn cái này phải ở đường này. Bây giờ là một cái 3, một cái 4 đây. Cái 4 không biết là phải bên nào đây, khó nhỉ. Đây, cái 3 thì chắc là nó sẽ ở đây. Cái 4 thì, thôi không được rồi. Thế thì cái đường này chúng ta đã bị lỗi rồi. Cái 5 nó chắc chắn nó phải ở đường khác. Khó nhỉ. Bây giờ từ đây đấy, cái 4, cái 3. Cái 3 phải đi đâu bây giờ? Cái 3 chỉ được phép ở đây thôi. Còn nếu mà không chạy xuống đây thì chỉ có là cái 4 thôi. À đúng rồi, thế thì mình đã giải đáp ra được một chút rồi. Bây giờ 5. Đồ, làm sao hết được 5? À được. Và bây giờ thì chỉ được 6 đúng không? 6 thì làm sao mà chạy được hết 6 nhá. Bắt buộc phải chạy qua cái này. Đồng nghĩa với việc là đủ. Thiếu rồi. Hư cấu nhỉ. À thế thì cái này mình phải, à đúng rồi, thế thì mình phải đi như thế này. Sau đó là cái này đi đây, cái này xuống đây, cái này xuống đây, cái này lên đây. Đấy, như các bạn thấy thì mình bảo là con này là con robot về cái quay đĩa đai nên nó rất là dị và bây giờ sửa thì nó ở hình dáng khác rồi. Nói chung đây là một cái tựa game giải đố, nó sẽ giúp các bạn trong những cái thời gian giải trí cũng như là giết thời gian rất là nhanh. Và bài hướng dẫn và trải nghiệm tựa game Broken Little Robot của mình đã kết thúc rồi. Chúc các bạn chơi vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại. Oh,